Xin chào các bác, chào mừng các bác quay kênh Sập Đường 8. Và tiếp tục video ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu cho các bác đó là một bộ sạc Galaxy RL200. Và cũng như là để giáp tất cả các câu hỏi các bác thì hiện tại thì trên trang fanpage của em có rất là nhiều các bác hỏi, đó là hiện tại shop có mẫu sạc tu linh nào hoặc sạc đường phố nào và đang gọi là thịnh hành nhất hiện nay, và cũng như là nó có một cái giá nó hợp lý tí vừa phải mà chạy ổn. Thì đây em giới thiệu luôn cho các bác đó là bộ sạc Galaxy RL200 các bác nhá. Con này thì sở cho mình cái cấu hình khung hợp kim nhôm và bộ group chuyển động của nó đó là Shimano Tourlay 21 tốc độ các bác nhé. Và mức giá thì chỉ từ 4,2 triệu là các bác sở cho mình được một cái mẫu xe Galaxy rất là thương hiệu và cũng như là đang rất là thịnh hành hiện nay, được rất là nhiều các tay chơi xe yêu thích. Và đường link của một con này em sẽ để ngay bên dưới để các bác có thể chọn cho mình cái màu xe các bác yêu thích nhất nhé. Và toàn bộ lô hàng mới của mã Galaxy RL200 này, toàn bộ lô mới nhất 2020 các bác nhé. Và có nào mà đang lăn tăn vấn đề gì hoặc cả muốn đặt hàng thì cứ liên hệ ngay số thoại hotline 0933 522 116 hoặc 0936 307 117 các bác nhé. Còn bây giờ thì em sẽ qua cho bác xem cận cảnh chi tiết bộ xe này sẽ có gì đặc biệt mà được rất nhiều cái tay xe yêu thích đến như thế nhé. Thì đầu tiên thì khung này được thiết kế ra khung kim nhôm. Các bác nhìn cho mình những cái mối hàn rất chắc khỏe, mối hàn được thiết kế nhìn giống kiểu vây cá rất đẹp, khung làm rất là thon gọn luôn. Đĩa sẽ gồm cho mình tới 3 tầng đĩa, và đủ đĩa là đủ đĩa hợp kim nhôm đúc, trục giữa là trục đúc bi hợp đạn to nha. Và gạt đề trước đó là Shimano Tourlay TZ là mới nhất luôn, và cái đề sau là Shimano TZ là một bản mới nhất nha. Chính nhíp con này là của Galaxy và gồm 7 tầng nhíp, con này 20 tốc độ. Mayer sau là Mayer đúc bi hợp đạn của Galaxy, vành và nhôm hai lớp của Galaxy nhé. Nan hoa đã được căn chỉnh từ 98-99% rất là cao, nên các bác về chỉ việc yên tâm mà đi thôi. Đấy. Thì xăm lốp cái này là xăm lốp của Genda nhé, cỡ là 700x32C các bác nhá. Đấy, một cái cỡ rất là vừa phải để các bác có thể đi được phố một cách gọi là an toàn nhất. Và tiếp theo đến cục phanh, phanh cái này trong bị chơi hình đó là một cặp phanh của Galaxy, phanh đĩa cơ nhé. Đây là bên đang nhôm đúc bi bọc đạn, ở đây có những cái răng nhôm để giúp cho mình đi tăng tốc sẽ không bị trượt. Và yên là yên da mềm của Galaxy, cọc yên là cọc yên hợp kim nhôm rất là chắc chắn của Galaxy luôn, và nó trước sau để gắn cho mình được một cái thật quang nhé. Và tiếp theo là ghi đông vô tăng con này được thiết kế là hợp kim nhôm nhé, vô tăng hợp kim nhôm đúc của Galaxy và ghi đông hợp kim nhôm của Galaxy, nó đều được phủ lên đó một lớp sơn sườn tính điện chống xước cao cấp nhé. Đấy, trước sau để có phản quang, tay đề hai bên đó tay đề Shimano của bên 3 và bên 7 nhé. Càng con này là càng hợp kim thép của Galaxy nhé, rất chắc chắn luôn. Đề bá số khung, xong lốp Kenda và nhôm hai lớp và Mayer trước đó Mayer bọc đạn của Galaxy, con này trục rỗng nhé, nó quá nhanh. Và của phanh Galaxy trước thì sẽ thiết kế cho mình cái một khóa nhanh để giúp cho các bác nào mà hay đi du lịch và muốn mang theo xe đi thì có thể tháo được cái bánh trước và nhét vào cốp ô tô một cách rất gọn gàng. Ok, đấy là cái cấu hình con Galaxy RL200, một cái mẫu xe tu linh đang bán rất là chạy hiện nay đó. Và đường link mẫu xe sẽ để ngay bên dưới để các bác có thể vô tình hiểu kỹ hơn chi tiết về mẫu xe này nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bác đã xem video này của em, xin chào các bác.